vị khách quý, lúc này đây thì trong sưu tập của gia đình họ nhà trai chúng tôi, những hai bàn ghế được sắp rất chi là thẳng hàng. Kính mời cô bác chúng ta hãy cùng đàng hoàng tiến vào phía bên trong hội trường. Và hội trường họ nhà trai chúng tôi hôm nay thì chỗ chật người đông, rất mong quý vị sẽ thông cảm cho gia đình để cho đôi lứa xuyên tình đẹp đôi loan vượng thắm tình thông xa. Một lần nữa chúng tôi xin được đỡ lời cho gia đình, đỡ lời cho bác trưởng đoàn và phó đoàn của gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, bạn bè thân hữu gần xa, đặc biệt nhất là các thành viên đến từ phái đoàn của gia đình họ nhà gái, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau và cùng tiến bước vào phía bên trong hôn trường. Chúng ta hãy chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái và tuyệt vời nhất, cùng nhau uống nước, hút thuốc, mời chầu và cùng hướng về trung tâm đài hòa hạnh phúc để cùng thưởng thức những tiết mục ca nhạc đầy sôi động để hát mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị khách quý, hôm nay anh em ban nhạc Tuấn Trường chúng tôi là những người con của quê hương đất mẹ xóm cò, lại được góp sức bắt nối nhịp cầu cho ngày vui hạnh phúc của cô dâu và chú rể ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Rất mong nhận được sự chào đón, sự đóng góp của toàn thể quý vị quan khách, khách đặc biệt là các bạn trẻ nam thanh và nữ tú đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Chúng ta hãy mạnh dạn đăng ký vào tờ giấy chương trình để cùng hát mừng hạnh phúc trầm đọng cho cô dâu và chú rể buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và kính mời. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời và kính mời toàn thể các vị khách quý đã và đang có mặt tại phía ngoài cổng hôn trường. Chúng ta hãy cùng nhanh chân nhẹ bước di chuyển vào phía trung tâm tiệc cưới của gia đình. Chúng ta hãy cùng nhau tự nhiên lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý và thoải mái nhất, cùng nhau uống nước, hút thuốc, mời chầu để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chúng ta đang có mặt tại thư gia của gia đình nhà ông bà Quyền Man, có địa chỉ tại xã thôn xóm cò, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây cũng là nơi nối nhịp cầu duyên cho chú rể Xuân Sáu sành duyên cùng với cô dâu Thu Huyền. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng tự nhiên thưởng thức những chén chè xanh quê hương đong đầy tình cảm, những viên kẹo ngọt mang hương vị của tình yêu và những miếng chầu xe duyên cho đôi lứa. Và ngoài những nội dung rất quan trọng trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay sẽ là những tiết mục ca nhạc đầy sôi động sẽ cùng vang lên trong bầu không khí vui tươi để hát mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Chính vì vậy mà ban tổ chức chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp, sự công tác nhiệt tình đến từ các thành viên bên phái đoàn của gia đình họ nhà trai cũng là phái đoàn của gia đình họ nhà gái chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và đúng là ngày vui trọng đại hôm nay thì không thể thiếu được những tràng pháo tay chúc mừng vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh, cứ đều tay ta vỗ cho lung linh hội trường. Kính thưa quý vị, những tràng pháo tay của quý vị sẽ góp phần tô điểm thêm cho sắc màu hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Chính vì vậy mà khi có yêu cầu vỗ tay thì rất mong quý vị chúng ta sẽ cùng vỗ tay thật nhiệt tình lên nhé quý vị. Vâng, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng ổn định chỗ ngồi để cho hôn lễ của đôi tân lang và tân gia nhân của chúng ta được chính thức bắt đầu ạ. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa quý cụ, quý mẹ, quý anh, quý chị, quý vị thân thương và toàn thể bạn bè trên khắp mọi miền quê hương, chúng ta đang được sống trong một mùa xuân đầy lãng mạn, một mùa xuân tình cảm thật là tuyệt vời. Mùa xuân mùa của muôn loài hoa lá cỏ cây thay áo mới, mùa của những đêm trăng vời vợi soi sáng cả dòng sông, mùa của những áng mây hồng lơ lửng giữa bầu trời xanh, mùa của những giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ, và cũng là mùa mà bao lứa đôi uyên ương kết tóc xe duyên nên vợ thành chồng, và trải qua bao nhiêu năm tháng mỏi mòn mong nhớ nhớ mong, bao nhiêu mùa lá rụng thì chú rể Xuân Sáu cũng đã nói lên được lời hẹn ước. Huyền ơi, bồ lý là đất trồng cao, cho anh trồng ké xây chầu nằm bên. Hôm nay chầu mọc lớn lên, anh sang bên đó em về làm dâu, mà hôm nay dây chầu đã cuốn chặt thân cao. Tình yêu của đoàn trẻ của chúng ta trước sau đã về với một nhà, và đó cũng là lý do mà toàn thể quý vị quan khách chúng ta đang có mặt tại hôn trường của gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trước khi tiến tới buổi trung tâm sân khấu để đăng quang hạnh phúc thì cô dâu và chú rể cũng đã xin phép hôn trường để tiến bước vào phía bên trong gia đình, thực hiện một nghi lễ hết sức quan trọng của con người Việt Nam chúng ta, đó chính là nghi thức gia tiên. Đúng là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dê mình trồng, và hôm nay làm lễ tơ hồng thắp hương tưởng nhớ để ngày vợ chồng mình chính thức được kết duyên. Kính thưa quý vị, và đang hiện diện trên trung tâm sân khấu lúc này đây là đôi tân lang và tân gia nhân đẹp nhất và rạng ngời nhất của năm 2020, cùng với sự hiện diện đông đảo của toàn thể quý vị quan khách, bạn bè thân hữu của cô dâu và chú rể, và đặc biệt hơn nữa là sự có mặt đông đủ và nhiệt tình của các thành viên bên phái đoàn của gia đình họ nhà gái đã không trở ngại
một quãng đường khá là dài từ miền quê hương Bồ Lý trở về với miền quê hương đất mẹ, xóm vỏ đạo chủ hôm nay để cùng vun đắp cho tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và không biết nói gì hơn, lời đầu tiên chúng tôi xin gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị khách quý, đúng là tình yêu của đôi bạn trẻ Xuân Sáu và Thu Huyền thật sự là rất tuyệt vời. Ngay từ lần đầu gặp gỡ thì chú rể Xuân Sáu cũng đã ngỏ lời yêu trăng gió. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Và cô dâu thì đáp lại với chú rể rằng: anh về thưa với mẹ cha, mang chầu có xuống em là của anh. Và kể từ giây phút đó thì sợi dây tơ hồng đã gắn kết hai con tim. Tình yêu ấy ngày một dần lớn lên và không thể nào dừng lại được. Và rồi điều gì đến cũng đã phải đến, hoa đến thì hoa phải nở, lúa đến thì lúa phải trổ bông, và đò đầy thì đò phải sang sông, em đến duyên em phải lấy chồng. Và ngày hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm 2020, tức là ngày 26 tháng 1 năm Canh Tý, nhận được sự đồng ý của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, và đặc biệt hơn nữa là nhận được sự đồng ý của chú rể Xuân Sáu và cô dâu Thu Huyền, hai bên gia đình đã nói chuyện chiều cao và quyết định chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đúng là hôm nay cánh cửa như mơ, ôi cả hôn trường chung vui và xúc động, cùng hân hoan hồ hởi đón dâu về. Kính thưa quý vị, và lúc này đây thì đồng hồ của ban tổ chức chúng tôi đã chỉ đúng vào giây phút thần tiên, giờ vàng phút ngọc giây kim cương. Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, thay mặt ban tổ chức, thay mặt những người làm chương trình, tôi xin phép trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin chính thức bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, cho phép MC được hỏi quý vị rằng là có ai trong chúng ta không nhờ vào công lao sinh dưỡng của các bậc làm cha làm mẹ mà chúng ta có thể nhận diện trên cõi đời này không ạ? Chắc chắn là không rồi phải không quý vị? Ông cha ta có câu rằng con người thì có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội thì mới nở chồi xanh lá, sông có nguồn mới đổ đặng sông sâu. Và đúng là để nên non mới biết non cao, để nuôi con thì mới biết công lao đất trời. Rồi ngày hôm nay thì con đi xây dựng cuộc đời, à cha mẹ cũng sẽ có đôi lời bên con. Chính vì vậy ngay bây giờ ban tổ chức xin được mời lên trung tâm sân khấu hai vị đại diện của hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau tiến lên phía trung tâm sân khấu để có đôi lời phát biểu gửi gắm tới toàn thể hôn trường, cũng như là dặn dò cô dâu và chú rể trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng hiện diện lên phía trung tâm sân khấu đây ạ. Kính thưa quý vị khách quý, và đang hiện diện trên trung tâm sân khấu lúc này đây là đại diện của hai bên gia đình. Đúng là qua sông thì có bến có đò, và dân vợ cả chồng cho con thì cũng có dặn dò đây không. Tiếp theo chương trình thì xin được trân trọng kính mời phần bác vị đại diện họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu cũng như là chào dâu. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa toàn thể các cụ, ông cụ bà hai họ cùng cô dì chú bác hai cháu, bạn bè thân hữu của hai cháu, qua thời gian hai cháu tìm hiểu được sự trợ giúp của hai bên gia đình, được các cơ quan quyền hành chính của hai cơ quan địa phương công nhận, hôm nay hai bên đã thống nhất chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Đại diện họ nhà gái tôi, cô dì chú bác, bạn bè thân hữu của cháu Huyền đồng hành họ nhà trai đưa cháu Huyền về làm dâu con, là các cụ, làm chị, làm em. Trong thời gian các cháu tìm hiểu, hai bên đã thống nhất vui vẻ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, đến giờ này đã thành công tốt đẹp. Trước hết cũng xin cảm ơn toàn thể họ nhà trai đón tiếp nồng nhiệt đối với đoàn họ nhà gái chúng tôi đưa cháu Huyền về làm dâu con, các cụ, ông, của bà, của gia đình. Trước hết, kể từ giờ phút này, cháu Huyền sẽ làm con làm cháu của các cụ trên gia đình. Cũng cuối cùng xin kính chúc toàn thể họ nhà trai luôn mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn.
chúc mừng đến với trường cho bác đại diện của gia đình họ nhà gái và chồng có đất lớn đó. Vâng, vừa rồi thì họ nhà gái cũng đã phát biểu rồi, thì nhà trai cũng sẽ phải đỡ lời giam câu, à gọi là trao rể nhận sâu để cho hai họ về lâu về dài. Và trước khi đến lấy với những lời phát biểu của gia đình nhà trai thì xin toàn thể con trường chúng ta hãy cùng dành cho bác trời đoàn của gia đình nhà trai một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin được trân trọng kính mời bác đại diện của gia đình nhà trai. Kính thưa các cụ ông cụ bà, hai họ hôm nay rất vinh hiển họ chúng ta, chúng tôi đã được long trọng tổ chức cái lễ thành hôn cho hai cháu, được sự đồng ý của hai cơ quan các đơn vị tổ chức trong quá trình hai cháu tìm hiểu chí tuổi. Hôm nay được sự đồng ý của các cụ để chúng tôi giữa hai họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, cũng như lời phát biểu của bác Thảo đại diện cho bên nhà gái, chúng tôi đại diện bên nhà trai xin nhận các cháu về làm dâu trong gia đình. Từ giờ phút này họ nhà trai chúng tôi công nhận cháu gái là cháu dâu trong gia đình. Sau đó xin gửi lời kính chúc sức khỏe các cụ ông cụ bà, chú bác cô dì, anh em hai họ một năm sớm hạnh phúc thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin toàn thể hội trường chúng ta hãy dành cho hai bác trưởng đoàn chúng ta một tràng pháo tay lớn được không ạ? Vâng, phải nói rằng những lời phát biểu của hai bác thì nhân vật như hoa thường nhìn hương lửa tỏa ra lung linh khắp hôn trường. Và xin mời hai bác chúng ta sẽ cùng dành cho nhau những cái bắt tay để cho gia đình của chúng ta trăm năm kết chặt tình thông gia. Vâng, và cháu xin được trân trọng kính mời hai bác chúng ta sẽ cùng nán lại phía sân khấu để chúng ta sẽ cùng tham dự nghi lễ cắt bánh gato cũng như là cùi chai siêu cưới để chứng minh cho tình yêu hạnh phúc của hai con của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời hai bác ạ. Và đúng là nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tất tạo sớm hôm nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy mẹ cha che chở cho con. Chính vì vậy chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông bà Quyền Man sẽ cùng lên phía sân khấu để nhận bàn cô con dâu của mình. Xin được trân trọng kính mời ông bà sẽ cùng nắm tay nhau tiến lên phía sân khấu đi ạ. Trên trung tâm sân khấu lúc này đây là đại gia đình của họ nhà trai chúng ta, và cháu xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể cũng như là hai bác trưởng đoàn chúng ta sẽ cùng tham dự nghi lễ cắt bánh cưới cũng như là cùi chai rượu cưới để minh chứng cho tình yêu hạnh phúc của hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng di chuyển ra phía bên bàn tiệc bánh sâm anh để cùng chung tay rót những ly rượu hồng tượng trưng cho ngày cưới dành cho hai bạn. Xin được trân trọng kính mời. Chú rể chúng ta sẽ cùng sẽ sóc phần mạnh chai rượu của mình ra, sau đó thì sẽ cùng rót rượu lên thắp ly tình yêu. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời chú rể sẽ sóc phần mạnh chai rượu của mình lên ạ. Hơi xoắn ra một chút. Vâng, xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng chú rể sẽ ôm eo vợ mình đi ạ. Hai bạn sẽ cùng chú tay sóc những ly rượu hồng ạ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị khách quý, rượu là biểu hiện cho sự nồng cháy ái ân của tình yêu, là khát vọng của con tim. Những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước để tưới cho tình yêu được tươi mát, mật ngọt để tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau. Siêu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Xin toàn thể hội trường chúng ta dành cho hai bạn của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chai rượu thứ hai, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng rót ra 6 cái ly ạ. Cô dâu và chú
chú rể sẽ cùng rót ra 6 cái ly, sau đó thì cô dâu và chú rể sẽ lần lượt dâng rượu lên như được sinh thành của mình. Chú rể rót từng chưng ạ. Rót đầy, thế là các bác uống xong là say đấy. Vâng không? Sau đó số rượu còn lại thì cô dâu và chú rể sẽ tiếp tục rót lên thắp đi tình yêu ạ, để minh chứng cho tình yêu hạnh phúc của hai bạn. Kính thưa quý vị, lúc này thì cô dâu và chú rể đang tiếp tục rót chai rượu thứ hai. Đúng là rượu hồng chưa uống đã say, mà rượu tình chưa nhóm đắm say suốt đời. Anh đây, em đây là chén rượu đào, nhưng anh chưa uống mà lòng đã say. Mà nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ lần lượt dâng rượu để giữ được sinh hạnh của mình. Xin được trân trọng kính mời ạ. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, những người đã cho chúng con có được niềm vui hơn hoàn hạnh phúc như ngày hôm nay. Ơn chú rể sẽ lần chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đối ta chữ tình. Xin mời cô dâu và chú rể cũng sẽ lấy riêng cho mình hai phần rượu ạ. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ đứng vào phía chính giữa sân khấu ạ. Hai bác hai bên chúng ta sẽ giãn ra một chút để cho cô dâu và chú rể đứng ra phía chính giữa sân khấu ạ. Xin mời hai bác trưởng đoàn chúng ta sẽ cùng đứng tiến lên phía bên trên một chút ạ. Hai bác tiến lên trên một chút ạ. Đúng rồi, chúng ta sẽ đứng hình vòng cung ạ. Hình vòng cung ạ. Vâng, xin mời hai bác tiến lên phía trên một chút ạ. Xin mời bác tiến lên đây ạ. Bác tiến lên đây ạ. Vâng, bác đứng ở đây ạ. Rồi ạ. Bác đứng lên đây thôi cháu. Rồi ạ. Vâng ạ, sau khi cháu hô 1, 2, 3 thì cả đại gia đình của chúng ta sẽ tiến tới cụng ly. Chúng ta sẽ cùng tiến tới cụng ly ạ. Để cho anh chờ như vậy ra sẽ lưu lại những bức hình đẹp nhất cho gia đình của chúng ta. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng quay mặt vào nhau để cùng chung cùng ly rượu sau môi. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, quý vị ơi, sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng hô thật lớn nha. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc nha. Ôi, xin mời quý vị uống đi ạ. Xin mời bác uống đi ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trở xuống phía bên dưới an toàn đến những bàn tiệc của mình để cùng đón xem những phần tiếp theo của chương trình. Xin được trân trọng kính mời ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, tiếp theo chương trình xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến tới bên bàn tiệc bánh gato để chung tay cắt chiếc bánh tượng trưng cho ngày cưới dành cho hai bạn. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng thắp lên ngọn nến tình yêu. Sau khi thắp nến tình yêu thì xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng chung tay cắt chiếc bánh từ tầng trên cao nhất xuống tầng dưới nhất ạ. Kính thưa quý vị khách quý, lúc này đây cô dâu và chú rể đang thắp lên ngọn nến tình yêu để minh chứng cho tình yêu của hai bạn trải dài qua những năm tháng. Lúc này đây thì hai bạn đang chung tay cắt chiếc bánh tượng trưng cho ngày cưới. Đúng là bánh này thì vỏ trắng ruột hồng, bánh này được nghĩa hương nồng tình yêu, bánh này ấp ủ bao điều tình trạng ý thiết.